Chào các bạn đến với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trên tay mình đây hôm nay là chiếc Galaxy A70. Tuy nhiên thì hôm nay sẽ không phải là clip giới thiệu chiếc A70 này, bởi vì mình sẽ dành tới các bạn cái clip đó sau. Nhưng mà mình muốn giới thiệu các bạn một thứ khác đang được cài đặt trên chiếc A70 này, đó là một ứng dụng. Đó. Và mình khoan đã nhá. Mình hỏi các bạn này. Hiện tại thì các bạn đang sử dụng những phần mềm nào để có thể nghe nhạc ở trên điện thoại nhỉ? Thì chắc dành cho các bạn 5 giây để các bạn nhớ này. Ok, các bạn nhớ rồi chưa? Đối với mình ấy, thì mình sử dụng hai phần mềm song song, đó là Zing MP3 và Nhạc Của Tôi. Đấy, mình sử dụng hai phần mềm rất là phổ biến như vậy thôi. Tuy nhiên thì mình thấy trong quá trình sử dụng có rất là nhiều bất cập, và ví dụ những cái bài hát mới ra mắt chẳng hạn, thì mình một là có trên Zing MP3 hoặc là không có trên Nhạc Của Tôi. Đó. Hai là có trên Nhạc Của Tôi nhưng lại không có trên Zing MP3, và có những bài ấy thì nó còn không có trên cả Zing cả Nhạc Của Tôi. Vậy thì các bạn sẽ tìm đấy ở đâu? Và mình khám phá ra là hầu như tất cả các ca sĩ hiện nay, nói chung là về Việt Nam, ở Việt Nam ấy, mình không quan tâm nhạc của nước ngoài lắm nhé. Về Việt Nam ấy thì họ sẽ có một là ví dụ bản lyric chẳng hạn, video chẳng hạn, hoặc là official MV đấy ở trên YouTube. Đó, thì mình mới đặt ra câu hỏi tại sao nhỉ? Tại sao mình lại không nghe nhạc ở trên YouTube nhỉ? Đấy, nhưng mà nghe trên YouTube nhá. Có một vài cái khuyết điểm, đó là khi mà nghe nhạc trên YouTube thì mình thường sẽ phải sử dụng bật YouTube suốt, nghĩa là bật màn hình lên đấy và không tắt được cái màn hình đấy đi. Vậy thì chúng ta sẽ có cách nào? Vậy thì chúng ta sẽ có cách nào để có thể vẫn nghe nhạc YouTube được mà không cần bật màn hình, mà nghe nhạc như một phần mềm nghe nhạc thông thường không? Đấy. Và đây là câu trả lời dành cho các bạn. Đó chính là một ứng dụng có tên là Music Pro. Đó, hiện tại đang có mặt ở trên cả cho Android và iOS. Và đây là phần mềm Music Pro. Đó, giao diện mình thấy ở đây. Đầu tiên chúng ta nhìn được phần giao diện này, nó khá là đơn giản, nó chỉ có 3 tab thôi. Âm nhạc này, tìm kiếm và một cái tab là cài đặt chẳng hạn. Đấy, thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ đến cài đặt trước đi. Chúng ta sẽ có ngôn ngữ này. Thế nên mình sẽ chọn tiếng Việt rồi, tiếng Việt nhé. Đó, và chọn quốc gia này thì bảng xếp hạng thì các bạn có thể tùy chọn này, rất nhiều luôn. Đó, có thể nhạc US, UK hoặc là K-pop chẳng hạn, hoặc là V-pop, đó, rất là tuyệt vời. Và đây các bạn có thể đổi màu này. Thì sẽ có một cái vài cái màu mặc định. Đây, ví dụ này, thì sẽ để màu này đi. Đấy, và nó có một vài kiểu đây, màu cầu vồng này, còn đây là màu gradient này. Đấy, đổi màu này. Đấy, thì sẽ để cái này nhá. Đó, chọn, ok. Thì nếu mà các bạn muốn có nhiều màu hơn, các bạn có thể cập nhật bản Premiere. Và đây là một ứng dụng của nhà phát triển Việt Nam. Đấy, nhà phát triển Việt Nam, nên các bạn có thể ủng hộ họ, có thể làm ra những sản phẩm tiếp theo. Và đây, các bạn nhìn rõ, nó ghi sẵn là màu LGBT ấy, là cho người đồng tính ấy. Ok. Và đây sẽ có ba cái tab này, thì ở đây là tab Playlist. Mình rất thích đối với cái app này, đó là nó tạo playlist rất là nhanh và nó chính xác cho mình. Đó, thì ở đây có cái tab thịnh hành này. Đấy, tab thịnh hành của ứng dụng này thì mình thấy nó không được cập nhật theo thời gian thực cho lắm. Và mình kiểm tra trên YouTube và kiểm tra ở đây thì nó không được cập nhật theo thời gian thực. Tuy nhiên thì nó khá là đầy đủ và nó cập nhật cũng khá là nhanh, không bị delay quá nhiều. Và tất cả nó sẽ có những cái bài mới nhất. Đấy, ví dụ độ ta, không độ nàng, rồi buổi học cuối cùng gì đấy, rồi bài này chiêu phết. Đấy, những cái tab, cái video thịnh hành của YouTube thì nó sẽ hiển thị hết ở đây. Ở đây sẽ có một vài cái mục nữa, bản nhạc hàng đầu Việt Nam, rồi video nhạc mới nhất này. Đấy, và rất nhiều nữa ở dưới này, K-pop đều có, nhạc Giáng sinh, nhạc cho trẻ em, rồi nhiều lắm, nhạc cổ điển này. Đấy, ok. Đấy, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã có được những cái video YouTube và nghe ở trên ngay trực tiếp ở đây luôn. Và khi các bạn ấn vào, ví dụ mình bật bài là Chill Face này, của Denbow nhá. Đấy, thì nó sẽ có chạy luôn cái này, ở dưới này. Đấy. Ok, đấy, thử một chút nhá. Đấy, khi ấn vào này thì nó hiện lên giao diện nghe nhạc. Nó khá là giống với những cái ứng dụng nghe nhạc từ trước đến giờ rất là nhiều, phổ biến. Và mình thấy nó khá là giống Zing MP3 ấy. Đấy. Thì những cái tùy chỉnh này thì rất là đơn giản thôi. Đây, thêm vào bài yêu thích này, rồi trộn bài này, rồi nhiều lắm. Chụp màn hình lại này, đấy. Ok. Và để các bạn có thể xem, nếu các bạn không muốn nghe nhạc trên này nữa thì các bạn có thể nhịp bấm vào đây để xem luôn video. Đó. Tuy nhiên rất tiếc thì nó lại tua khá là
cái cách tua của nó khá là cùi đấy, nó tua theo kiểu này nên mình cũng chịu. Vì vậy và thêm nữa thì cái độ phân giải của video thì cũng không được độ phân giải cao và cũng không được tùy chỉnh được đấy. Tuy nhiên thì đây cũng là một thứ để các bạn có thể trải nghiệm. Và mình hầu hết các bạn nếu mà muốn xem video các bạn vào thẳng YouTube đúng không, độ gì phải vào ứng dụng này. Và đây là cái tính năng chính của ứng dụng này, chỉ để phát nhạc dưới dạng MP3, các bạn nghe các bạn tắt màn hình nó vẫn phát nhạc bình thường. Đấy không các bạn, nó vẫn phát nhạc bình thường nhé. Các bạn lặp lại bài hát này. Và đây các bạn có thể thêm ngay bài hát này vào playlist của các bạn. Đấy, tạo playlist. Tạo playlist của các bạn. Mình tạo vào đây playlist này nhé. Đấy, nó sẽ có luôn này. Các bạn thêm vào đây. Đó, đã thêm vào playlist. Ví dụ cái bài này chẳng hạn. Mình khi chuyển qua tab search này nhé. Mình sẽ search cho các bạn bài ví dụ là độ ta này. Độ này. Đấy, ok, ấn thử vào đây nhé. Đấy, nó sẽ có một cái phần này để thêm thẳng một playlist luôn, rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy không? Và đây, playlist của mình thì sẽ được ở bên tab bên trái này. Đấy, playlist của mình. Đấy, có những cái này, các bạn có thể play luôn ngẫu nhiên này. Đó, next bài. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thêm một số khó chịu mà khi phải sử dụng ứng dụng này đó là ví dụ mình đang chơi playlist của mình thì tự nhiên đến một bài nào đấy thì nó sẽ bị khựng lại, nó không phát nữa. Đây là một vấn đề mà mình thấy nó cũng bình thường, nó không có gì quá lớn cả, và chúng ta có thể hoàn toàn là tiếp tục phát cái bài đấy rất là bình thường. Và nó chỉ khó chịu khi các bạn ví dụ đang đi ngoài và không có thể rút điện thoại ra và bấm tiếp được thì nó khá là khó chịu cái lúc đấy thôi. Và tóm lại thì nó cũng không có gì quá là khó chịu đâu đó. Và cái quan trọng nhất là nó đã thay đổi được thói quen nghe nhạc của mình đó, và mình sẽ không nghe trên những ứng dụng nghe nhạc nữa, bởi vì nó sẽ không có đầy đủ tất cả những bài mà mình thích. Và ứng dụng này thì nó nghe nhạc trực tiếp qua YouTube, và YouTube là một nền tảng mà các ca sĩ hiện nay đã đưa rất nhiều những cái sản phẩm của họ lên YouTube để có thể phát được cho mọi người nghe. Và đây là cái ứng dụng mà có thể giúp các bạn nghe nhạc trên YouTube mà không cần phải bật màn hình, và nó có nhiều tùy chọn như là tạo playlist cho các bạn, khá tuyệt vời. Và đây đặc biệt là nó là còn ứng dụng của người Việt phát triển nữa, nên là chúng ta có thể ủng hộ người Việt phát triển ra những cái phần mềm hay như thế này. Ở trên đây là bài giới thiệu cái ứng dụng Music Pro của mình. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ, và link tải cái ứng dụng này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.